Kìa, thế ba ra cả phê cơ màu đỏ đi, không tí nữa là hồi mana dùng chưa liên tục là không có ba được đâu. Ôi trời ơi, cái thằng kia. Chiều nay lên Hà Nội nhà học rồi mà mày không đi chuẩn bị đồ đi, còn ngồi đây chơi game được á? Đâu à, con chuẩn bị đồ để sẵn đây yên nhà rồi mà mẹ. Mày đùa tao hả Bù? Mày lên Hà Nội học cả tháng trời mà mày mang được một cái túi bóng kia cho mày đựng được cái gì? Mang hai bộ là đủ rồi mẹ ạ. Còn mặc khi nào bẩn ấy thì lộ trái lại mặc tiếp. Bao giờ hôi quá thì phơi lên cho bay bớt mùi rồi lấy bộ còn lại ra mặc. Đỡ mất công giặt. Mà trời nắng nóng như thế này mày không vào nhà mở tủ lạnh ra ngồi cho mát mò ra đen bụng hả con? Đâu, con đang ngồi đợi cái nồi lạc luộc nó nguội để mang sang cho bố với ở cô Hoa Hồng Tím hàng xóm ăn cùng với lòng sóc dưa ấy mà. Thôi, để mẹ mang sang cho. Ông tướng đi lên trên phòng ông soạn xem có quên cái gì không rồi đi ra sân bay sớm để cho đỡ tắc đường. Vâng ạ. Ui trời ơi, mày luộc là kiểu gì mà cháy đen như tuyết thế này? Mẹ à, con sắp phải rời xa mái ấm gia đình, hòa vào thành phố tấp nập để theo đuổi con đường học tập. Bố mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, học xong con sẽ về ạ. Con à, bao lâu rồi con chưa tắm mà người con hôi như con cá dọn bể thế hả? Ôi, nhớ cả cái bầu khí quyển của tao rồi. Thế con đi đi ạ, mẹ không phải tiễn con được. Lựa gì cho nước nó đổ. À, nhanh thật đấy, mới ngủ một giấc mà đã tới nơi rồi. Wow, mình tưởng trên thành phố cái gì cũng đắt đỏ chứ nhở. Mẹ chu cấp cho 5 triệu mỗi tháng mà thuê căn nhà hết còn 5 lên một năm thế này. Nani? Chắc là do mình ở hiền gặp lành đi mà. Đây. À, em Hoàng Văn Hốt đúng không? Dạ vâng ạ. Mời em dai vào nhận phòng nhá. Đấy, từ giờ căn biệt thự này sẽ là của em. Ui, đợi em may mắn mới gặp được anh đấy. Thế anh cho em đóng luôn chục năm tiền nhà nhá. Hả? Anh cũng nghe nhầm cung đấy. Em định ở đây đến khi vợ con đời hề rồi mới chuyển đi à? Đâu à, em định ở lại trường học mỗi môn vài ba lần cho chắc kiến thức để làm rạng danh dòng họ, là niềm tự hào của ba mẹ anh ạ. À. Ui, con nhà người ta trong truyền thuyết ở đây sao? Anh mà là bố em chắc anh đi photo giấy khai sinh phát khắp thôn để cả làng biết là em là con anh mất. Tự dưng mới được bỏ vàng như thế này thì tội gì mà không khai thác thêm nhỉ? À mà này, nghe nói ngày mai nhập học rồi mà sao đầu tóc chú em vẫn bù xù như tổ quạ thế kia? À, em sợ trên thành phố đắt đỏ nên là đợi bao giờ về quê em nhờ mẹ cắt cho ấy mà. Ui giáo ơi, thế để anh dẫn chú mày đến chỗ này, dịch vụ vừa chu đáo mà ngân sách lại phù hợp với sinh viên như chú. Lạ nhỉ, cái nhà này bỏ hoang mấy chục năm rồi mà vẫn có người ở trọ nhỉ? Chủ quán, cho em trai em sai combo một bước lung linh lấp lạnh ánh sao kim. Ui anh ơi, vì em không đủ dày để cắt tóc mấy chỗ sang chảnh như này đâu. Dạ, anh theo em để em chọn thợ phù hợp nhất với phong cách của anh nhá. À dạ thôi em cảm ơn. Để đấy, chú cứ lên đi, anh lo tất. Em này, tối mai em có rảnh không? Dạ, có chuyện gì thế ạ? À, chả là anh có cặp vé xem show ca nhạc rồi người lạ cũng hóa người yêu của Hiền Hồ Tây. Không biết là em có muốn đi xem không nhỉ? Ôi, anh cho em vé thật ạ? Tất nhiên rồi, anh là người hào phóng mà. Ôi, em cảm ơn anh ạ, tí người yêu em qua đón em phải khoe liền mới được ạ. À, anh quên mất, anh mua một cặp để ngồi hai ghế cho thoải mái mà. Hẹn em khi khác nhé. Em biết kiểu tóc này hợp với anh ạ, để em cắt luôn cho anh nhá. Ui, thế thì còn gì bạc à? Chỉ luôn. Cho em thanh toán với ạ. Dạ anh ơi, anh trai ngồi kia thanh toán cho anh rồi. À, dạ, thế em cảm ơn nhá. Ui, anh trai tốt với em quá. Có gì đâu, tí về nhớ chuyển khoản cho anh 5 củ là được. Cái gì cơ? Sao lại tận dụng ý được ạ? À? Thế chú lại không biết rồi, trên thành phố cắt tóc đầy đủ dịch vụ như thế là còn rẻ đây. Chứ chú nghĩ combo xịn sò như thế mới hết có một lét chắc. Dạ, của mình hết bao nhiêu nhỉ? Dạ, sai combo 10 bước của anh hết 100 nhé.